xin chào cả nhà. Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Ni xin chia sẻ với cả nhà thêm một công thức mới về bánh bò. Và công thức này là công thức thứ tư về bánh bò Ni đã chia sẻ trên kênh của mình, và cũng là theo yêu cầu của các chị em mình. Đa số các chị em mình thì mỗi người ở mỗi một vùng miền khác nhau, thì tùy thuộc vào mỗi vùng miền mình làm công thức và bánh bò nó cũng khác nhau một xíu. Và những lần video trước thì Ni có chia sẻ về một công thức về bánh bò nướng. Bánh bò nướng theo bây giờ thì mình làm trứng và mình không cần phải ủ, rất nhanh chóng, và chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ mình có thể có một ổ bánh bò ngon lành. Nhưng song song đó thì cũng có một vài bà con chị em mình là người thuần chay, không thích có vị trứng trong cái công thức bánh bò của mình. Thì hôm nay Ni xin chia sẻ một công thức mình có thể làm ra hai loại bánh bò hấp và bánh bò nướng mà không cần phải có trứng. Và bây giờ trước tiên thì mình làm phần men trước nha. Trong cái ly này thì Ni có là 450ml nước dừa tươi này nè. Mình sử dụng nước dừa lon. Nước dừa này thì nó có vị hơi ngọt nhạt nhạt một xíu. Và để cho men mình nở tốt thì mình cho thêm một ít đường vào, bởi vì men nó sẽ nở tốt trong môi trường nước hơi ấm và có vị đường. Nước dừa này thì Ni đã làm ấm lên bằng microwave. Nước ấm nó cũng làm cho đường mau tan. Ni sử dụng là 280g đường, và Ni cho vào đây là 3 thìa canh đường để cho men nó nở tốt hơn đó. Thì nước ấm để làm sao cho cái men mau nở, tức là nó tương đương với nhiệt độ cơ thể của mình. Và trong công thức này thì Ni sử dụng hai loại men. Thứ nhất là men để làm bò bánh mì đó các bạn, tức là men khô, men cần kích hoạt. Mình sử dụng là 1.5 thìa cà phê, tức là tương đương nếu các bạn cân thì nó sẽ là 10g nha. Và cái men thứ hai đó là Ni sẽ chia sẻ khi mình pha bột. Bây giờ thì mình quậy sơ sơ lên thôi, rồi để nó qua một bên trong khoảng 5-6 phút gì đó cho nó nở đều nha. Và tiếp theo đây thì Ni chuẩn bị bột luôn, để sau khi 5-6 phút sau bột men nở thì mình sẽ trộn bột liền. Bột ở đây trước tiên Ni có là 350g bột gạo. Ni sử dụng là bột gạo Vĩnh Thuận. Các bạn nhà có bột gạo nào mình làm vẫn được nha. Và đây là bột năng, Ni sử dụng là 200g. Thì tổng cộng lượng bột mình có là 550g hôm nay. Một gói vanilla đường cho bánh bò mình nó thơm thơm. Và đây là bột nở, mình còn gọi là baking powder. Ni sử dụng là 1.5 thìa cà phê luôn. Nhưng mà bột này thì nó nhẹ hơn, nếu bạn cân thì nó khoảng 7 hoặc 8 gram gì đấy. Sau khi mình cho hết vào cái rây thì mình lược xuống để bột mình nó được đều nha. Như vậy thì khi mình làm bánh bò nó rất là dễ thành công. Khi mà mình trộn bằng muỗng thì mình trộn cỡ nào thì bột nó cũng không đều bằng cách mình rây bột xuống hết á. Bây giờ bột mình đã trộn xong thì mình cho trực tiếp cái phần men mình đã kích hoạt rồi nè. Các bạn thấy men mà nó sủi bọt lên như vậy và đóng một lớp màng mỏng như gạch cua như vậy đó, là men mình nó nở tốt lắm rồi. Còn nếu như bạn thấy nước trong cái ly nó vẫn còn nước trong và men nó đã lắng xuống cái phần đáy ly đó, tức là men mình nó đã chết, nó không có tốt, thì mình nên sử dụng loại men khác nha. Đừng cho vào thao bột, thì thao bột mình làm cách nào nó cũng không có được rẫy tre đâu. Bây giờ mình trộn sơ sơ thì mình sẽ nhồi bằng tay. Bột bây giờ thì còn mới, nó chưa có được đều đó, thì các bạn có thể thấy nó hơi khô. Nhưng mà nếu mình làm, mình nhồi như vậy nè, khoảng 10 đến 12 phút tùy theo tay chị em mình. Khỏe đó thì mình có thể nhồi khoảng 10 phút. Tay Ni hơi đau, Ni nhồi khoảng là 12 đến 13 phút nha. Khi mình nhồi xong, sau 12-13 phút thì nó sẽ có phần hơi loãng hơn lúc đầu một xíu. Và khi bạn kéo bột lên thì nó có cái độ chảy chậm chậm xuống như vậy là được. Ni quay gần cho chị em mình xem, trong cái thao bột mình có những cái hạt khí li ti như vậy nè, tức là bột mình đã bắt đầu nở một xíu xíu rồi đó, nhưng mà vẫn chưa được đâu. Mình cần ủ nó khoảng từ 45 đến 50 phút tùy theo cái thời tiết khí hậu của mình lúc đó. Ni thì bây giờ thời tiết ở Cali nó đang rất là nóng, Ni chỉ cần để nó gần cửa sổ thôi. Các bạn nhớ đậy lại để tránh bụi nha. Trong thời gian mình ủ bột
thì mình tranh thủ làm nước dừa và nước đường, bởi vì mình cần làm nước dừa nước đường khi nó còn nguội mới cho vào bột được, cho nên mình tranh thủ làm trước. Đi sử dụng hết một lon nước cốt dừa 400g và phần đường lúc nãy Ni nói là 280g mà mình đã sử dụng trong cái ly men nở hết 3 thìa canh, thì còn lại khoảng 250g Ni sử dụng hết luôn nha. Và để bánh bò mình nó ngọt đậm đà, không có vị, có cái vị chua đó, thì Ni sử dụng là 1/2 thìa cà phê muối. Mở lửa và để cho nước dừa đường này nó tan và hơi ấm ấm là được. Mình chú ý là làm cho đường tan chứ không cần sôi nha. Bây giờ thì đường nó sắp tan hết rồi nè. Rồi nó được rồi, Ni sẽ tắt lửa và để cho nó nguội. Nếu như các bạn muốn để cho nó nguội mau thì mình có thể mang vào ngăn mát tủ lạnh nha. Sau 50 phút, Ni để thau bột bên cửa sổ có nắng rọi vào thì bột mình nó nở lên gấp đôi như vậy nè. Rất là tốt luôn. Nếu như chỗ bạn ở nó còn lạnh, bạn có thể cho vào oven, tức là lò nướng hoặc là microwave để ủ, hoặc là ủ trên cái thau nước ấm ấm vẫn được nha. Miễn sao cái phần bột mình nó nở lên gấp đôi là được, là bánh bò sẽ ra rất là ngon và có rễ tre rất là nhiều. Tuy nhiên, bạn không nên để bột nở quá nhiều, giống như là để gấp 2.5 hay là gấp 3 thì sẽ không tốt. Bánh bò vẫn ra có rễ tre nhưng mà cái độ dai nó sẽ không ngon. Mình để càng nở thì bánh bò mình nó sẽ bị càng bở và bánh bò mình nó sẽ có vị chua và có cái mùi giống như là mùi của rượu thì không ngon ha. Bây giờ mình trộn sơ sơ lên cho cái bọt khí nó tan bớt, rồi mình cho hết cái phần nước đường mình nấu lúc nãy đó. Bây giờ thì nó còn nguội, bạn có thể cho nó vào hơi ấm ấm vẫn được, nhưng đừng cho lúc đang nóng nha, nó sẽ làm chết men đó. Mình trộn đều lên rồi mình sẽ ủ lần hai. Bây giờ bột nó đã nở cho nên khi mình cho nước dừa vào nó rất là dễ hòa tan. Khi bạn cảm nhận nó đã được đều rồi thì mình sẽ đậy lại và ủ lần hai nha. Lần này thì Ni ủ thời gian nó nhanh hơn, khoảng từ 30 đến 35 phút. Và cũng như lần đầu, mình đậy lại và để bên cửa sổ cho nó nở. Lần thứ hai này, sau khi 35 phút thì các bạn có thể thấy cái những cái bọt nó to hơn. Lúc đầu là bọt nhỏ nhỏ, bây giờ thì nó to hơn và bột nó đã loãng hơn. Khi mà bạn đảo nhẹ, lần này thì mình cần đảo nhẹ sơ sơ trong vòng khoảng 1 hoặc là hơn 1 phút thôi là được. Và mình sẽ đi bỏ bột ngay. Vài chị em mình đã gửi lời yêu cầu làm bánh bò đường thốt nốt từ rất lâu, nhưng mà Ni vẫn chưa làm được. Ni sẽ tranh thủ làm trong những phần đi đâu sắp tới. Chị em nhớ đón xem và ủng hộ nha. Ni cho một ít dầu vào khuôn để mình làm nóng khuôn trước khi mình cho bột vào. Và như Ni đã chia sẻ lúc đầu thì với công thức này mình làm được hai loại bánh, bánh hấp và bánh nướng trên cùng một công thức luôn, rất là tiện. Cái khuôn inox này màu trắng thì Ni để dùng hấp ha. Khuôn này hơi nhỏ thì nó sẽ cho bánh nó hơi dày. Và cái khuôn màu đen kế bên bằng gang thì Ni dùng để nướng. Và cái khuôn đó như các bạn thấy thì nó mỏng hơn, thì nó sẽ ra cái bánh nó mỏng hơn một xíu nha. Bây giờ thì mình sẽ đi làm nóng cái khuôn hấp trước. Mình cần cái khuôn nóng thì như vậy khi mình cho bột vào mình mới đạt được cái bò có rễ tre cao thật là cao. Khuôn hấp thì các bạn đã biết rồi, còn khuôn nướng thì mình sử dụng ở nhiệt độ nào thích hợp thì Ni sẽ chia sẻ liền luôn. Lúc đầu thì mình sẽ mở lò với độ nóng là 400 độ F và tương đương với 200 độ C. Và mình mở lò, tiện thể mình cho khuôn vào làm nóng khoảng từ 10 đến 15 phút rồi mình mới cho bột vào nha. Bây giờ là mình cho bột vào phần khuôn hấp trước nè, bởi vì khuôn hấp nó lâu chín hơn, bởi vì cái bánh nó hơi dày hơn đó, mình thấu thời gian nó cũng lâu hơn. Bởi vì cái xửng của nhà Ni nó nhỏ xíu à, cho nên Ni sử dụng cái khuôn nó nhỏ luôn. Mình để khuôn một bên như vậy nè, để khi mình mở nắp xửng ra thì mình nghiêng nắp nó có chỗ để nhỏ nước xuống, hoặc là bạn có thể lấy cái khăn cột lên cái nắp lại. Bây giờ thì mình chia làm hai phần bột, một phần mình làm bánh bò hấp và phần nữa thì mình làm bánh bò nướng. Bởi vì cái khuôn nhỏ và bánh hơi dày, Ni sẽ hấp là 30 phút. Nếu các bạn làm bánh bò
nó mỏng hơn thì mình có thể giảm cái thời gian lại nha, khoảng từ 24 đến 26 phút tùy thuộc vào cái khuôn và cái độ dày của bánh. Đậy nắp lại và ni hấp với lửa lớn. Mình hấp bánh bò luôn luôn hấp với lửa lớn thì bánh bò mình mới có được nhiều rễ tre. Và bây giờ cái khuôn ở dưới lò nướng này cũng đã nóng, Ni sẽ bắt đầu cho vào. Đây là cái khuôn mình đã làm nóng, các bạn nhớ cẩn thận, giai đoạn này nó rất là nóng. Khi mà bạn cho bánh vào, mình có thể nghe cái tiếng xèo xèo nho nhỏ từ hai cái khuôn hấp và cái khuôn nướng mình đã được làm nóng trước. Như vậy là bánh bò mình nó sẽ có được nhiều rễ tre. Mình đẩy nhẹ nhẹ để cho những cái bọt bong bóng trong cái bột nó không có vỡ. Lúc đầu mình sẽ nướng là 400 độ F, tức là 200 độ C, trong 15 phút với lửa trên, lửa dưới. Và sau 15 phút thì Ni sẽ hạ nhiệt độ xuống còn là 350 độ F và sẽ tiếp tục nướng thêm khoảng 7 phút nữa, bởi vì mỗi lò nó sẽ có độ nóng khác nhau. Sau 15 phút đầu tiên các bạn nhớ thăm chừng và để ý để mình canh bánh bò mình vàng vừa ý nha. Quay lại cái xửng hấp bánh bò của mình á, thì bây giờ nó đã được rồi nè các bạn. Wow, nó nở đầy lên cái khuôn luôn rồi nè. Đi quay gần các bạn xem những cái hạt li ti trên bánh bò, tức là các bạn thấy đó là bánh bò mình nó nở đều, là bánh bò mình nó đạt được rồi đó các bạn. Ồ, Đi đã lỡ đụng cái camera, sorry các bạn nha. Ngon quá chừng và thơm nữa. Và để cho bánh bò mình không có khô á, mình nên đậy cái nắp hé hé như vậy nè. Hoặc là các bạn có thể đậy cái nắp vung mà nó có cái lỗ lưới nhuyễn nhuyễn cũng được nữa. Mình để cho thật là nguội nha. Rồi mình mới lấy ra khỏi khuôn. Rất là dễ lấy ra luôn, bởi vì bánh bò mình có nước cốt dừa trong bột và mình có thoa dầu lên khuôn. Wow, các bạn có thể thấy mặt dưới cũng ngon lắm nè. Những cái hạt li ti, tức là bột mình nở rất là đều. Bánh này nó tương đối hơi dày, bởi vì mình làm cái khuôn nhỏ. Lúc nãy Ni quên chừa lại cho phần bánh nướng nó nhiều một xíu để cho hai bánh nó đều nhau nó đẹp hơn ha. Các bạn thấy rễ tre nó nhiều quá chừng luôn nè. Đó, ngon ơi là ngon. Bánh này thì các bạn dùng chung với nước cốt dừa mà mình cho vào một ít bột bán vào đó, ngon lắm luôn. Đó, miếng nào cũng có nhiều và thật là nhiều rễ tre cao, bánh xốp và trắng bông luôn. Trên cái mặt bánh có một vài chỗ vàng vàng, tức là cái lớp dầu ăn mình thoa lên đó các bạn. Ngon chưa nè. Đó, chỗ nào cũng có hết luôn rễ tre quá chừng. Bánh này nó sẽ có độ dai và có độ mềm, bởi vì nó có bột gạo và có cả luôn bột năng. Bột dai từ bột năng và mềm mại từ bột gạo, thơm thơm từ nước cốt dừa, vani. Ngon quá chừng ngon luôn. Bảo đảm các bạn sẽ thành công. Cứ làm theo công thức này, các bạn sẽ được những cái bánh bò ngon y như vậy nè. Không khó chút nào, rất là ngon. Bây giờ mình cắt thử cái bánh bò nướng ra xem nó như thế nào nha. Thường thì nhà Ni thì có 4 người mà 3 người thì thích là bánh bò nướng. Chỉ có mình Ni là thích ăn bánh bò hấp, bởi vì bánh bò hấp mình sẽ được ăn chung với nước cốt dừa. Wow, nó mỏng hơn nhưng mà nó cũng có nhiều rễ tre lắm nè. Nó có đầy rễ tre. Mỏng hay dày cũng đều có rễ tre đều và rất là ngon. Bánh bò nướng này á thì mình ăn liền sau khi nướng khoảng nửa tiếng thì là ngon nhất. Lúc đó nó còn hơi ấm ấm và cái độ dẻo của nó còn, và cái độ giòn giòn xung quanh cái rìa bánh nó cũng còn nữa, ăn ngon lắm luôn. Nhưng mà nếu để ngày sau á thì cái bánh nướng này nó sẽ hơi khô. Các bạn cho vào lò vi sóng, mình hâm lại mỗi miếng khoảng là 30 giây thì nó sẽ ngon như mới vừa nướng luôn đó các bạn. Ngon quá chừng là ngon. Mình cũng mở thử ra cái miếng bên trong nó như thế nào nha. Nhìn thì ngon quá chừng rồi đó. Đây, đó, bánh bò mình cái bột nó trong, dai
Bánh bò nướng thì cái màu đó các bạn nhìn thấy nó rõ hơn, bên trong nó trong, nó có vẻ trong hơn là bánh bò mình hấp ha. Ngon và thơm lắm luôn các bạn. Đó, đi cắn ra, đây là bề mặt sau khi mình cắn ra những cái hạt, những cái lỗ như là tổ ong, tức là bánh bò mình nó đã đạt rễ tre nhiều lắm đó các bạn. Mình để nghiêng như vậy cho các bạn dễ xem nè. Ngon ơi là ngon, tiếc là nó hơi mỏng một xíu. Bây giờ thì Ni xin mời cả nhà cùng Ni thưởng thức bánh bò nướng và bánh bò hấp trên cùng một công thức nha. Rất là dễ và rất là ngon. Công thức thì Ni để ngay phía dưới cuối video để các bạn dễ tham khảo. Và bất kỳ câu hỏi nào về bánh bò hấp và bánh bò nướng hôm nay, xin mời chị em mình cứ để lời nhắn cho Ni, Ni sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Và bây giờ thì Ni xin tạm dừng video ở đây. Ni xin chào tạm biệt.